khế có tác dụng gì, ăn khế có nóng không? Giảm cân, chữa trị những chứng bệnh như nhiệt miệng, hạ sốt, chữa trị tình trạng rụng tóc, ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch, chính là những tác dụng tuyệt vời mà quả khế mang lại cho chúng ta. Cùng tìm hiểu nội dung bài viết ăn khế có tác dụng gì, ăn khế có nóng không để có được cái nhìn rõ hơn về loại quả này. Ăn khế có tác dụng gì? Giảm cân hiệu quả. Trung bình một quả khế chỉ chứa 30 calo cùng đó là hàm lượng vitamin C cùng chất xơ, chất chống oxy hóa và flavonol vô cùng dồi dào. Chính điều này đã giúp cho loại quả này có khả năng hỗ trợ quá trình giảm cân một cách hiệu quả cũng như duy trì một làn da trẻ trung xinh đẹp. Khế giảm đau, hạ sốt, chữa sưng lợi, hết lở miệng. Theo nghiên cứu mới đây của khoa học thì việc hàng ngày ăn một quả khế sẽ giúp cung cấp cho cơ thể 1 phần 3 lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Loại trái cây này có công dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giảm đau, hạ sốt, đặc biệt trong mùa hè, uống nước ép khế giúp giải khát tốt đồng thời chữa sưng lợi, hết lở miệng, chữa rụng tóc, kiểm soát nhịp tim. Với hàm lượng vitamin nhóm B phong phú, khế là loại quả có khả năng ngăn ngừa tình trạng rụng tóc cũng như kích thích bộ phận này sinh trưởng và phát triển nhanh hơn. Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa một lượng đáng kể các khoáng chất kali, phốt pho, kẽm và sắt có tác dụng kiểm soát nhịp tim và huyết áp. Uống nước ép khế thường xuyên cũng là cách làm hay để hạ sốt, trị nhức đầu, rượu bia, chống táo bón, lợi tiểu và trị các bệnh về gan. Quả khế còn được quyền dùng cho các bà mẹ đang cho con bú vì khế giúp kích thích sữa về nhiều hơn. Ăn khế có nóng không? Theo nghiên cứu khoa học thì với hàm lượng các nguyên tố như axit oxalic là 1%, carbon, sắt, natri và nhất là có nhiều vitamin kali vitamin K, A, C, B1, B2 và phốt pho. Thì quả khế có tác dụng rất lớn trong việc tiêu viêm, lợi tiểu, làm long đầm và tiết nước bọt. Dễ khế vị chua có tác dụng trừ phong thấp, giảm đau, đặc biệt chúng có khả năng giải nhiệt vô cùng hiệu quả. Dưới đây là những bài thuốc chữa trị bệnh ứng dụng từ khế. Bị sưng đau Lấy lá khế tươi, giã nát đắp lên vết thương, nếu bị nổi mề đay, lấy lá khế tươi rang để sát lên sẽ làm cho các vết mề đay lặn dần. Ho khan có đờm. Lấy ít hoa khế phơi cho héo, tẩm nước gừng đặc rồi xoa lên cho vào lọ thủy tinh để dành. Mỗi ngày lấy một ít hoa khế đã sao với nước nóng uống như trà. Sinh tố giải nhiệt. 50g thịt quả khế sắt miếng, 1,5 muỗng cà phê nước cốt chanh, 1 muỗng canh đường, ít muối, nước sôi để nguội, đá viên, cho tất cả vào máy xay và xoay nhuyễn rồi chút ra ly uống. Với những công dụng thần kỳ mà loại quả này mang lại thì chắc chắn bạn sẽ có cái nhìn toàn diện hơn cho câu hỏi ăn khế có tác dụng gì, ăn khế có nóng không của chính mình.